Heyo, chào cả nhà. Không biết hôm nay livestream tám với cả nhà có ai ở nhà không nhỉ? Khoe với cả nhà một chút nha. Đây là một trong những phòng thay đồ của Nhật Kim Anh. Có ai không? Hello Ngân Ngân, chào. Heo heo, em đứa này có gì vài bữa nữa đem đi đưa cho người ta. Chào Lệ Hiếu nha. Cái anh mới vừa đi công việc về thì nói chung hôm nay rảnh rang không có làm gì thì muốn livestream với tất cả mọi người để tám cho vui. Có thể nói là từ hồi chào Ngọc Nga, chào Ngọc Nga nhé. Chào mọi người, từ hôm bận quá trời bận luôn, đi Hàn Quốc về tới bây giờ thì hôm nay Kim Anh mới có thời gian để livestream cùng mọi người. Hôm nay chỉ 8 thôi. Kim Anh mới đi công việc về nên còn make up tùm lum hết trơn á. Thôi bây giờ vừa 8 vừa ấy nha. Vừa 8 vừa tẩy trang nói chuyện với cả nhà chút nha. Ok. À. Chào cả nhà, lời chế mình nhân. Xin chào. Lấy cái chai mới cho chị đi hết rồi nè. Bây giờ thì Kim Anh mới vừa về cho nên là Kim Anh tẩy trang vừa tám với cả nhà cho vui nhá. Mới đi công việc về cả nhà ơi. Hết rồi. Nói chung hai cái chai tẩy trang của mình hết sạch sành xanh. Để còn có chút xíu thì xài cho hết luôn. Chào Khánh Hạ. Wow, hôm nay đông dữ nha. Hôm nay 6.000 6.000 mấy người coi. Hết chưa? Có xài cho hết để uống. Kim Anh thì Kim Anh đó giờ cả nhà mình khỏe không? Mới đi công việc về. Kim Anh cũng chia sẻ luôn là để mình tẩy trang thì trong cái thời gian này nói chung là tám với cả nhà mình thì cũng chia sẻ về cái bộ tẩy trang thần thánh của bên Nhật Kim Anh nè. Đó là bộ mắt, môi và da mặt thì cái này Kim Anh xài hết rồi. Có hai bộ lận, một bộ sách đem đi trên đường đi diễn hay là gì đó thì xài. Còn một bộ thì còn một bộ tóc tai, trời ơi, thôi kệ nó đi. Đó. Kim Anh nói cái mà Kim Anh đang đang tẩy này nè, đó là tẩy trang mắt nha cả nhà. Cả nhà nhìn nè, thấy không? Tẩy trang nhẹ nhàng cái là nó đi liền đó, mà nó không hại cho mắt mà cũng không rụng lông mi nữa. Đây là tẩy trang eye lip của Nhật Kim Anh nha. Hết rồi, xài hết rồi. Kim Anh xài cái này hao lắm tại vì hầu như mình make up mỗi ngày, mà mình make up mỗi ngày mà mình không tẩy trang thì thôi cái da mình khủng khiếp lắm đó. Kim Anh make up hết ô rớt. Kim Anh tẩy trang hết một bên rồi nè. Nè, thấy không? Tẩy cái là nó sạch liền. Đó, bây giờ tẩy nửa môi cho coi nè. Cả nhà thấy không? Tẩy rất là lợi hại luôn. Nhưng mà ít nhiều gì mình phải tẩy trang nha. Mình không tẩy trang là coi như là mình cái da của mình rất là xấu. Cả nhà thấy sáng không cả nhà? Có sáng không? Chào Kim Hoàng Phan nha. Tại sao nó tối dữ vậy ta? Đang sáng tự nhiên chuyển thành tối tối thui luôn. Hả? No, đâu có tắt đèn. Được chưa? Hả?
Đó, Kim Anh đã Ừ, tẩy có khui à. Rồi rồi rồi, rồi. được Nghe đi, chưa? nghe đi. Em mới nhận được sản phẩm ban ngày ban đêm của chị. Cảm ơn Tulip Đen nha. Trước khi Tulip Đen xài cái sản phẩm ngày và đêm của bên Nhật Kim Anh á, thì bạn phải ngưng cái sản phẩm trước đó bạn đang sử dụng á, bạn phải ngưng trước nha. Bạn ngưng sau đó thì bạn mới bạn ngưng vài ngày. Ví dụ như khoảng 10 15 ngày hay gì đó thì bạn mới sử dụng cái cream bên Nhật Kim Anh nha. Cái này hết rồi. Tại vì sao biết không? Tại vì khi mà bạn đang sử dụng cái cream trước á thì mình không biết được là nó như thế nào, thì mình cứ ngưng trước đã để cho cái da mình ổn định, sau đó mình mới sử dụng cái cream đêm kim ngày, cream đêm của bên Nhật Kim Anh nha. Sau khi Kim Anh tẩy tẩy một bên mắt là còn bơm nữa nè. Hết rồi. Xài hết trơn rồi, bây giờ đổ ra xài mốt lại nè. Nói chung tôi sản xuất chứ hả, tôi xài ghê quá mà. Đây còn một bên con mắt nè, xài luôn cho cả nhà coi nè, thấy không? Đó. Có cái tẩy mắt môi nào mà nó tẩy nhanh như vậy không? Đó, hơn nữa nó được chiết xuất từ 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 nó được chiết xuất từ hoa hồi, cho nên là khi mà nó tẩy trang cho các bạn á. Thì nó sẽ dưỡng da cho các bạn luôn, nó dưỡng lông mi cho các bạn luôn. Chứ nhiều khi các bạn sử dụng những cái khác á, nó có hóa chất á, nó sẽ làm cho lông mi của các bạn bị rụng nha. Nè các bạn nhìn nè. Thấy không? Kim Anh make up vẽ mắt nước không trôi nha. Đó, mà tẩy trang nó đi hết. Thấy không? Ừ. Rồi tẩy môi. Hello Dương Thị Mỹ Quyên. Chào em đang xài kem ngày và kem đêm rất là thích luôn. Cảm ơn Thanh Thảo Trần, cảm ơn em nha. Bây giờ sau khi mà tẩy mắt và môi rồi thì bây giờ Kim Anh sẽ tẩy da mặt. Cái da mặt là cái quan trọng lắm nha cả nhà, cho nên là mình cần phải tẩy cho nó cho cái da mình nó sạch. Nè. Nè. Sát lại nè. Khi mà mình đưa lên như vậy á là cái da của mình nó tan ra luôn, cái phấn ở trên da mình nè nó tan ra luôn, mà nó đồng thời nó làm giữ ẩm cho cái da của mình rất là thích nha cả nhà, thấy không? Chỉ đi nhẹ nhẹ vậy thôi, không cần mạnh, không cần phải chà 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 đó, các bạn thấy chưa? Đó, đen thùi lùi liền. Tại nhiều khi mình đi ngoài đường á mình bụi bặm nè, rồi rất là nhiều thứ. Hello, hello Lan Phụng. Trần Thị Thu Hà. Nay mạng rớt hoài vậy chàng ơi. Nguyễn Ái Loan, chào em. Đó, mới đi công việc về xong rồi livestream tám với cả nhà mình vậy thôi. Thôi bây giờ tranh thủ làm đi ha, xong rồi ngồi tám nói chuyện chơi cho vui ha. Đó, thì nói chung là mình cũng phải tẩy trang như vậy, đi đâu về làm cái gì thì cũng phải tẩy trang cho sạch sẽ. Sau đó thì mình mới làm cái gì mình làm nha. Tẩy trang và dĩ nhiên là mình phải rửa mặt nhá. Sữa rửa mặt được chiết xuất từ nấm linh chi. Sữa rửa mặt của Laura Sunshine nhé cả nhà nhé. Sữa rửa mặt này á, các bạn nhớ là phải bảo quản một nơi mát, hoặc là tại vì Kim Anh không để cho bảo quản nhiều để mà nó hại da của mình. Chính vì vậy cho nên các bạn phải bảo quản ở những nơi mát mẻ, chứ đừng có bảo quản như nắng nóng, hay là nhớ là tay dơ cũng đừng có nên sử dụng cái mình chiết ra một chút xíu. Ở chung ở ngoài tay nhớ là cái tay dơ mình phải để cách xa cái miệng của cái chai sữa rửa mặt nha. Chứ mình mà để mà nhiều quá, để mà nó dính cái dơ vô trong cái miệng á, nó sẽ làm cho cái sữa rửa mặt của mình nó sẽ không có được sạch, nó sẽ dễ bị vi sinh nha. Đợi xíu rửa mặt xong rồi tắm nha cả nhà.
Trời ơi, rửa mặt xong nó khỏe lắm. Chứ đi cả ngày trời về mà không rửa mặt thì thôi, cái da mình nó ghê lắm. Rửa mặt xong nó khỏe gì đâu á. Khi mình rửa mặt á thì nhiều khi cái mascara mình nó còn á, nó sẽ dính xuống thì mình sẽ chùi đi cho nó sạch. Xong rồi. À, cả nhà thấy em không? Rửa mặt sạch sẽ nè. Rửa mặt xong cho nó sạch sẽ. Nào. À, các bạn mua. Cảm ơn Cẩm Cưng Fan nha. À, nói chung là mình muốn trẻ lâu hay là mình muốn kéo dài cái tuổi thanh xuân của mình thì mình phải chăm sóc da của mình. Còn mình không chăm sóc da mình không ai chăm sóc cho mình hết. À, đừng có đợi tới lúc nào mà già rồi nhăn nheo rồi lúc đó bắt đầu đưa tiền đi căng da mặt rồi thì uổng lắm nha. Hiện bây giờ Kim Anh thì Kim Anh sản xuất thôi chứ Kim Anh không có bán lẻ, cho nên cả nhà mình những ai có muốn mua Laura Sunshine bộ tẩy trang da mặt và tẩy trang mắt môi cũng như sữa rửa mặt Kim Anh mới vừa rửa xong đó. Sữa rửa mặt này thì vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối nha, các đại lý, các cộng tác viên. Tại vì bản thân như Kim Anh không có bán lẻ. Nhớ nha cả nhà, đây là chai sữa rửa mặt được chiết xuất từ nấm linh chi nha. Cả nhà nha. Đó. Đó chỉ vậy thôi, rồi sau đó thì các bạn có thể dưỡng da. Như Kim Anh thì là chỉ có làm như vậy thôi. Đó. Đây, tinh chất hoa hồng. Tinh chất hoa hồng. Xịt lên, thấy không? Chỉ cần có mấy bước là xong. Khuôn mặt của mình được dưỡng và được chăm sóc một cách tận tình nhất. Và bản thân mình đâu có cần làm gì nhiều. Về tẩy trang, rửa mặt. À, sau đó thì mình xịt cái tinh chất hoa hồng lên. Đó, đứng đây tám với cả nhà nè. Tám xong một hồi là cái tinh chất hoa hồng nó đã thẩm thấu vào trong cái da của mình rồi. Lúc đó là mình có thể mình mặt mộc hai vẫn xinh da. Yeah, cảm ơn. Ê, Trâm ra lấy cho chị cây son chút xíu đi, mặt mặt hơi tái chứ. Đó. Cảm ơn cả nhà mình nhớ bỏ hết vào xem mèo like. Cảm ơn Hà Phương. Nói chung là cả nhà mình những ai có nhu cầu mà muốn cộng tác với Nhật Kim Anh để làm nhà phân phối thì vui lòng liên hệ 028 357 9999. Còn không thì muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý của Kim Anh cũng được. Tất cả đều có trong này, hoặc là các bạn liên hệ nhé. Kim Anh không có bán lẻ, đây là son của Laura Sunshine. Tại vì Kim Anh sợ cái mặt nó tái á, nên đánh cái môi lên chút xíu. Chỉ cần nhẹ nhàng vậy thôi là mình có thể có được một khuôn mặt xinh xắn rồi. Nãy giờ Kim Anh đã xài tới cái chai tinh chất hoa hồng rồi đúng không? Bây giờ cái chai tinh chất hoa hồng là để mình giống như mình dẫn dắt. Bây giờ mình mới bắt đầu mình dưỡng da. Kim Anh đẹp quá, cảm ơn nha. Cảm ơn Ngọc Yến Ly. Cảm ơn tóc ngắn. À, hơn nha, đúng rồi, tại Kim Anh không phải là người buôn bán, Kim Anh sản xuất. Tất cả những dòng hàng này là Kim Anh sản xuất và Kim Anh không bán lẻ. Kim Anh muốn để cho tất cả các nhà phân phối, các đại lý của Kim Anh có thể bán lẻ. Sẽ thứ nhất là họ có thể tư vấn một cách cặn kẽ hơn, tận tình hơn. Tại vì bản thân một mình Nhật Kim Anh không thể nào mà có thể tư vấn cho từng khách hàng được. Chính vì vậy cho nên là phải nhờ các bạn ấy. Các bạn ấy sẽ là người thay Kim Anh để chuyển tải cho các bạn. Gửi cho mình một lọ kem dưỡng ngày. Thùy Trang ơi, vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối giùm Kim Anh nha. Kim Anh không bán lẻ. Son không chì mà cứ thử sao đen thui. Nguyễn Ngọc Nhi ơi, em thử cách nào hả em? Son nào, bất cứ son nào khi mà nó gặp vàng á
nó có những cái tạp chất trong đó nó đều đen hết em ạ. Em có mua son cả triệu đô thì cũng vậy thôi nha. Còn chị cam kết nếu em lấy son của chị mà đem đi thử, đem giấy tờ đến cho chị mà có chị đền cho em 100 triệu xài chơi nha. Ok Nguyễn Ngọc Nhi. Còn chị nói, chị đã nói son của bên chị là bằng sáp ong tự nhiên và dầu thực vật, cam kết không có BPOX gì nha em nha. Cho nên đó là lý do tại sao em chùi cái là son nó đi luôn, chứ nó không có lì ở trên môi của em nha em nha. Cảm ơn em nha Nguyễn Ngọc Nhi. Em cứ đi thử, sắp lên công ty chị tặng cho 100 triệu xài chơi nha cưng. Chưa có cắt mí nha Thủy Bụi, soi chỗ khác đi em. Hôm nay khan tiếng quá không có hát nổi anh ơi. Đó, sau khi Kim Anh sử dụng cái tinh chất hoa hồng ha, tinh chất hoa hồng đây, tinh chất hoa hồng nó sẽ là một cái đường dẫn để mà mình dưỡng da. Sau khi tinh chất hoa hồng rồi thì Kim Anh sẽ sử dụng cái này. Những ai cần thải độc da Kim Anh thì Kim Anh không cần phải thải độc nữa, cho nên Kim Anh không sử dụng cái về chất thải độc mà Kim Anh sử dụng cái chống nhăn chống thâm vùng mắt. Cái này các bạn có thể để vào trong ngăn mát tủ lạnh, các bạn để khoảng chừng 20 phút, sau đó thì các bạn lấy ra các bạn sử dụng ở vùng nhăn của mình. Càng ngày càng lớn tuổi và dĩ nhiên cái vùng này của mình nó sẽ hình thành, mình chỉ cần một một hộp giống như hộp đậu vậy thôi đó, hai bên, và dùng cái đầu massage này mình massage nhẹ nhẹ, massage nhẹ nhẹ nha, nhớ là massage nhẹ nhẹ. Đây là chống nhăn chống thâm vùng mắt của bên Nhật Kim Anh, nó là một cái dạng serum chống nhăn chống thâm vùng mắt. Và chống nhăn chống thâm vùng mắt này nó được chiết xuất từ tảo biển, cho nên các bạn khi mà các bạn massage, các bạn dùng cái ngón tay áp út này nè, mình sẽ massage chỗ này chút xíu, nhẹ 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 từ đây vuốt lên đây để cho cái vùng này của mình nó thẩm thấu, nhớ nha cả nhà nhớ. Rồi nói chung là con người mình á không phải là có thuốc tiên để mà mình cải lão hoàn đồng ha, mình không phải là cải lão hoàn đồng, mà ở đây á là mình sử dụng mỹ phẩm để cho cái da mình nó có thực phẩm nó ăn, để cho cái da của mình á nó được chăm sóc. Cảm ơn Diễm Quỳnh. Nó được chăm sóc, và dĩ nhiên các bạn cứ thử đi, đem một người đã được chăm sóc kỹ càng và một người chưa hề chăm sóc là gì, thì các bạn sẽ thấy được. Mờ hả cả nhà, mờ lắm hả? Rồi, rõ không? Vậy chắc là do mạng của các bạn yếu á. Hết hồn. Thì các bạn sẽ thấy được cái da của cái người được chăm sóc đó, nó khác xa lắm, nó khác xa vời vợi đối với cái người chưa được chăm sóc da nhé các bạn nhé. Ok, đây là tuyết serum chống nhăn chống thâm vùng mắt, và nó có một cái đầu massage, nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy thư thái, thư giãn ở đây. Và nhớ dùm Kim Anh là phải để vào ngăn mát tủ lạnh 20 phút, hoặc là các bạn cứ để vào trong đó cũng được, khi nào nhớ thì mình lấy ra và mình sử dụng luôn trên đây. Như vậy thì cái vùng này của mình nó sẽ rất là trẻ trung. Nó căng cái vùng này thì chẳng khác nào cái da của các bạn lúc nào cũng giống như gái 18 vậy. Ok, sau khi Kim Anh sử dụng cái chống nhăn chống thâm vùng mắt rồi thì Kim Anh sẽ sử dụng cái kem đêm. Tại vì bây giờ Kim Anh like cho cả nhà coi, đây hũ Kim Anh đang sử dụng dở nè các bạn. Đó. Bị chói hay gì là sao các bạn? Các bạn nhớ nha, khi mà sử dụng cái cream đêm á, nếu như mà tại da Kim Anh á, Kim Anh xài cái cream đêm này rất là lâu rồi, mấy năm nay rồi. Cho nên là nó quen thuộc quá rồi. Còn ví dụ như các bạn mà chưa sử dụng cái cream đêm nào bao giờ mà các bạn đang sử dụng một cái nào đó, thì những ai muốn chuyển qua sử dụng cái cream đêm này của bên Nhật Kim Anh thì vui lòng ngưng sử dụng cái cream của các bạn. Để sau đó các bạn thải độc giùm Kim Anh để coi coi cái da của các bạn á nó có phù hợp hay không. Tại vì Kim Anh nhắc nhở luôn nha, cái cream đêm này của bên Nhật Kim Anh á là thiên nhiên, mà từ thiên nhiên mà nếu mà nó gặp corticoid của các bạn, da của các bạn đang bị nhiễm độc, hoặc là các bạn da đang bị
độc tố sâu ở dưới bên dưới cái da của các bạn á, thì các bạn sử dụng cái cream đêm này lên á, nó sẽ kích ứng liền. Chính vì vậy cho nên Kim Anh yêu cầu các bạn, thật sự ra thì người buôn bán ai cũng muốn bán được hàng, ai cũng muốn bán lẻ để lấy tiền hết trơn á, nhưng mà bản thân Kim Anh, người ta nói có đức mới có đức mặc sức mà ăn. Chính vì vậy cho nên Kim Anh muốn rằng khi mà các bạn chuyển qua sử dụng kem của bên Kim Anh thì Kim Anh muốn là các bạn thải độc cái da của mình trước, và để coi coi cái da của các bạn có bị nhiễm độc hay không, thì các bạn vui lòng ngưng 15 đến 20 ngày dùm Kim Anh. Sau ngưng 15 đến 20 ngày thì trong thời gian đó các bạn sử dụng detox thải độc. Các bạn sử dụng cái detox thải độc này để nó thải ra. Nếu như trong thời gian đầu tiên, một tuần đầu tiên mà các bạn da cứ bị châm chích, bị ngứa và bị nổi thì nói thiệt là chia buồn với các bạn là da các bạn đang bị nhiễm độc. Còn nếu mà cái da của các bạn mà bình thường mà xịt cái này lên mà bình thường không có vấn đề gì hết thì chúc mừng các bạn nha, da các bạn rất là khỏe và rất là tốt. Còn ví dụ khi mà các bạn sử dụng cái này thì Kim Anh nói trước luôn là các bạn khi sử dụng lên, nếu da của các bạn đang bị nhiễm độc thì vui lòng hãy thải độc trước rồi mới sử dụng cái kem đêm của bên Nhật Kim Anh nha. Chứ không các bạn lại đổ thừa, tôi xài cái này lên nó bị thế này, nó bị thế kia. Các bạn biết không, tất cả các da, các loại da đó thì nó có loại này, loại kia, loại nọ, chứ nó không phải là một kiểu da. Ví dụ như có những cái Kim Anh xài được nhưng các bạn lại không xài được, ví dụ vậy đó. Tại sao có người ăn tôm hộp mà có người ăn tôm cũng được, có người ăn bò được, có người không ăn bò được, là bởi do mỗi người một cái cơ địa khác nhau, và họ tiếp thu và không tiếp thu, không cái tiếp nhận và không tiếp nhận. Mình mới gặp Kim Anh ở Nha Trang nè. Dạ cảm ơn Mai Lê Thị Tuyết nha. Kim Anh mới khai trương một cái cửa hàng ở ngoài ngoài Nha Trang đó, cho nên Kim Anh nói tiếp ha, khi mà các bạn sử dụng cái kem đêm của Kim Anh thì vui lòng ngưng lại những cái kem mà các bạn đang sử dụng trước đó khoảng 10 đến 15 ngày. Nếu da của các bạn mà bình thường không có vấn đề gì thì cũng đừng có ỷ y nha, tại vì nhiều khi cái da của các bạn là phản ứng chậm, nó một tháng sau nó mới ra lận đó. Cái da của mình á, nó có tầng tầng lớp lớp, giống như một cái lớp đất vậy. Lớp ở trên là lớp cát, ở dưới là đất thịt, ở dưới nữa là sỏi, rồi ở dưới nữa là đất sét, xong rồi ở dưới nữa thì nó là một cái tầng lớp nước. Nó giống như A, B, C, D, D. Thì ví dụ như các bạn thải độc thì cái lớp ở trên là lớp A nè, nó sẽ ra trước, ví dụ vậy, nó sẽ xì ra trước. Rồi nó cũng có cái giai đoạn đấy nha các bạn. Ví dụ như có nhiều người nói, ủa sao em xài một hộp đầu tiên của chị đẹp quá trời, hộp thứ hai cũng đẹp quá trời, nhưng mà tới hộp thứ ba tự nhiên cái da em nó sần sùi, nó không có đẹp nữa. Thì các bạn hiểu vậy nè, cái da của mình nó có tầng lớp vậy đó. Thì ví dụ như các bạn đã thải độc được lớp A, lớp B, lớp C rồi, nhưng mà cái lớp D ở dưới á, nó mới bắt đầu nó đi lên, thì các bạn phải để cho nó thải ra. Đó là lý do tại sao mà ví dụ như các bạn xài hộp thứ nhất, hộp thứ hai nó đẹp, mà tới hộp thứ ba tự nhiên cái nó bị xùi ra, là bởi vì sao? Bởi vì cái lớp D nó mới bắt đầu nó ra ngoài bề mặt các bạn nhớ. Cho nên là Kim Anh muốn nói với các bạn á, là nếu như các bạn yêu thương Nhật Kim Anh, các bạn ủng hộ mỹ phẩm cho Nhật Kim Anh, Kim Anh cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà vui lòng hãy tư vấn thật kỹ trước khi mua. Bởi vì sao? Bởi vì da mỗi người mỗi khác, và cái cách thức sử dụng cũng mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng giống như ai. Ví dụ như Kim Anh, da Kim Anh khỏe thì Kim Anh không cần phải sử dụng detox thải độc nữa. Kim Anh chỉ sử dụng detox thải độc khi mình make up, tại vì nó là 4 trong 1. Nó là thứ nhất là thải độc, thứ hai là cung cấp vitamin vào da, thứ ba là cân bằng độ pH, và thứ tư nữa là nó giữ nền make up. Thì ví dụ như da của Kim Anh đâu cần phải thải độc nữa, thì Kim Anh sử dụng nó để khi Kim Anh make up. Kim Anh make up xong Kim Anh phun một lần, trước khi make up Kim Anh phun một lần để cho nó giữ ẩm. Sau đó Kim Anh make up xong, đánh phấn phủ xong, Kim Anh phủ thêm một lớp của detox này nữa, thì cái da của mình lúc nào nó cũng giữ cái phấn hết, cho nên cái mặt mình lúc nào nó cũng xinh các bạn nha. Đó là xong những cái bước chăm sóc da của Kim Anh đó. Đây nè, Kim Anh còn có body nữa nè, body ngày, body đêm, lúc nào cũng để ở đây trực chiến 24/24. Ví dụ như mình đi diễn thì mình sẽ sử dụng cái Olala để mà mình make up. Còn ví dụ như mình ở nhà, mình tắm xong cái bước ra đây một cái là Kim Anh sử dụng cái kem đêm liền. Để làm chi? Để nó săn cơ. Nó săn cái cơ da của mình nè, cái cơ của mình nè, với lại nó giữ ẩm cho mình rất là đẹp nữa. Ok, bây giờ xong rồi, bây giờ qua đây tám với cả nhà nha. Ok, được. Thì đó là những cái mà Kim Anh muốn chia sẻ với cả nhà. Như Kim Anh nè,
Kim Anh cũng nói với cả nhà luôn. Ví dụ như có nhiều người người ta nói là ồ tại sao Kim Anh người ta cũng bằng tuổi Kim Anh mà tại sao cái khuôn mặt của Kim Anh lại trẻ hơn người ta, ví dụ vậy. Đó là do mình chăm sóc thôi, mình chịu khó chăm sóc thì cái da mình nó sẽ trẻ lâu lắm. Còn mà mình mà không chăm sóc, mình cứ dục đó rồi đi nắng đi mưa đi gió thì hỏi làm sao mà nó trẻ được, làm sao mà nó đẹp được. Ví dụ như các bạn đi, các bạn cứ thử đi, trồng hai cái cây. Một cái cây các bạn để ngoài nắng kệ nó tự nó bươn chải. Còn một cái cây thì các bạn chăm chút bón phân tưới nước thì các bạn sẽ nhìn thấy được liền luôn, không cần phải Kim Anh phải nói. Kinh Phật không ạ? Khoe chút xíu bảo tàng của Kim Anh đó. Có mắc quá không chị? Chói hả? Chói lắm hả? Em tắt thử cái đèn ở đây đây. Không, nó cũng vừa túi tiền với mọi người thôi, chói quá. Ok. Sorry cả nhà nhá. Ok, chắc là được. Kim Anh nói chung là tám với cả nhà mình một chút vậy đó. Thì Kim Anh cũng chia sẻ luôn, đặc biệt là các chị em phụ nữ, mình á, nhiều khi mình có con có cái mình không có thời gian thì mình hãy ví dụ như mình không có thời gian để mà mình chăm sóc, thì những cái lúc thời gian nào đó rảnh rỗi thì ngoài cái chuyện mà mình ăn uống để mà mình bồi bổ cơ thể ra thì mình cũng phải chăm sóc cho cái làn da của mình. Thật sự cả nhà biết không, mình không chăm sóc cho mình thì chả ai chăm sóc cho mình hết. Chính vì vậy cho nên là mình hãy cứ chăm sóc cho mình. Ví dụ như ngày hôm nay mình không đủ điều kiện thì mình có thể mình mua một cái che sữa rửa mặt thôi. Đó, còn ví dụ như mà các bạn hiểu mà, ví dụ như các bạn có thể mua ở ngoài nhưng mà do chính các bạn thôi, các bạn cảm thấy cái nào nó phù hợp và cái nào nó chất lượng thì các bạn sử dụng nhá. Nhưng mà Kim Anh khuyên chân thành là các bạn nên chăm sóc cho bản thân mình. Bởi vì trong cuộc sống của mình, cái cuộc đời của mình nó dài lắm, mình không có biết được lúc nào mình sẽ như thế nào. Cho nên là cứ đẹp đã, mình ngoài cái việc mà mình lo cho cuộc sống, cơm áo gạo tiền ra, thì mình phải chăm chút cho bản thân mình. Đặc biệt là các chị em phụ nữ mà sau sinh đó, rất là dễ bị trầm cảm bởi vì cái sắc đẹp của mình xuống cấp. Đó, cho nên là các bạn phải cố gắng nha. Đây là bảo tàng của Nhật Kim Anh. Đó, sách Phật. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Thì đó là những cái chia sẻ của Nhật Kim Anh đến với các bạn. Kim Anh dễ thương và xin lắm. Cảm ơn bạn. Chị ơi, sữa rửa mặt bao nhiêu? Quách Thắng ơi, sữa rửa mặt cái chai sữa rửa mặt đâu rồi? Chai sữa rửa mặt là 550. Đây, chai hồi nãy Kim Anh mới vừa rửa mặt đây. 550 nha cả nhà. Rồi nhớ nha, cái vùng mắt này là cái vùng rất là quan trọng. Nếu mà các bạn mà không sử dụng cái vùng mắt thì thật sự là rất tiếc cho các bạn. Nếu mà không sử dụng cái vùng mắt thì thật sự tiếc vô cùng. Tiếc lắm luôn á. Tại vì cái vùng mắt là cái vùng rất là quan trọng. Ủa đâu rồi? Đây. Cái tiếp mắt này nó rất là quan trọng. Nếu các bạn không sử dụng thì cái vùng mắt này là cái vùng nó sẽ tố giác các bạn rất là nhanh. Nó tố giác cái tuổi tác của các bạn rất là nhanh. Cho nên là Kim Anh nghĩ rằng các bạn nên sử dụng cái serum chống nhăn chống thâm vùng mắt này để nó bảo vệ cái vùng mắt của mình. Như Kim Anh á, nhiều khi Kim Anh thức đêm hoặc là Kim Anh quay phim hoặc là Kim Anh bận công việc hay gì đó, Kim Anh sáng ngày hôm sau là thấy rõ liền luôn. Nhưng mà chỉ cần xức cái này vào thì 1-2 ngày sau là coi như nó thuyên giảm rõ rệt luôn. Nó được bồi bổ vào trong cái vùng mắt này nè, cho nên cái vùng này của mình nó sẽ căng ra. Kim Anh mổ mắt rồi cho nên là Kim Anh đứng đây Kim Anh có thể đọc được comment của các bạn. Kem vùng mắt bao nhiêu? Cái chống nhăn, cái serum chống nhăn chống thâm vùng mắt này của bên Nhật Kim Anh á, nó là tới 30 gram.
mà một lần các bạn chỉ sử dụng như vậy thôi nè, chỉ sử dụng một hột đậu thôi à, nó chỉ có vậy thôi nè, đó, nó chỉ cỡ một hột đậu như thế này thôi. Đây nè các bạn, đó, các bạn đánh ra như vậy, giá của nó là 1,2 triệu nha cả nhà. Nó hơi mắc tại vì cái độ chống nhan chống thâm vùng mắt đó, nó cái chiết xuất của nó cao. Đây nè, đó, một lần Kim Anh sử dụng chỉ có vậy thôi. Đó, hồi nãy giờ sử dụng nhiều rồi, bây giờ sử dụng lại cho cả nhà coi nè. Đó, nó có cái đầu massage luôn, các bạn chỉ có việc chi nhẹ vậy nè. Đó là nó thẩm thấu. Đó, xong rồi các bạn dùng cái ngón áp út. Và nhớ giùm Kim Anh nha, là cái tuyết chống nhăn chống thâm vùng mắt này á, các bạn bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh á nha. Và nhớ giùm Kim Anh là Kim Anh bảo quản nó bằng tinh dầu, chính vì vậy cho nên trước khi sử dụng các bạn phải lắc đều lên nhá. Một bộ này bao nhiêu, Hà đến nơi vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối giùm Kim Anh, tại vì Kim Anh không có bán lẻ, các bạn liên hệ đến các nhà phân phối mua nhá. Ở trong đây rất là nhiều, tuyết này 1,2 triệu nha các bạn nha. Các bạn mà mua giảm giá hay là như thế nào thì là đồ giả nha. Kim Anh nói trước luôn nha, tất cả những sản phẩm của bên Nhật Kim Anh đều có giá niêm yết hết. Và những ai bán phá giá đều là đồ giả hết. À, chị Ben Nguyễn ơi, vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối giùm em ạ. À, Phước Trường ơi, chị mổ mắt ở bệnh viện mắt. Serum ai chống nhăn chống thâm vùng mắt 1,2 triệu nha cả nhà. Thải độc, thải độc này, detox thải độc này là 4 trong 1 nè bạn. Detox thải độc thì 999, nó là được sản xuất tại Hàn Quốc nha bạn. Đây, detox thải độc này, ví dụ như da của các bạn á, mà bị nhiễm độc, hoặc là đôi khi có những người nha, có những chị em á, không có sử dụng kem phấn, nhưng mà các chị em đi ngoài đường rất nhiều, cái khói, cái bụi nó cũng là chì kim loại nặng, nó bám vào da mình rửa mặt nó không hết, nó sẽ nằm sâu ở dưới cái lớp biểu bì hạ bì của mình. Chính vì vậy nên các bạn cần phải sử dụng detox thải độc để thải ra ngoài. Và khi nếu mà các bạn xịt, cái ngày đầu tiên các bạn xịt lên, các bạn cảm nhận thấy là nó châm chích và nó ngứa, có người thì bỏng rát lên, nhưng đó là một trong những biểu tượng biểu hiện nha các bạn nha. Còn những người nào mà xịt vào mà êm xuôi, cái da mình nó mướt, sáng hôm sau ngủ dậy trời ơi, nó cung cấp vitamin mà, nó cung cấp các loại vitamin vào trong cái da của mình, đó là lý do tại sao nó mát. Chứ các bạn biết không, nào nó không phải là một cái dạng khoáng mà giống như nước suối mà các bạn mua ngoài tiệm thuốc tây, các bạn xịt lên cái cho mát mẻ, không phải nha, 200-300 ngàn không phải nha các bạn nha. Đem cái chai đó ra chỗ khác, có nói chuyện bao nhiêu nó vô trong học cửa trên đó nha các bạn. Đây là đề tất thải độc, nó là 4 trong 1, một lịch là thải độc, hai là nó cung cấp vitamin vào da của các bạn, thứ ba là nó cân bằng độ pH nha, thứ tư là nó giữ nền makeup rất là lâu và bền, và cái da của các bạn lúc nào nó cũng bóng bóng đẹp đẹp lắm. Kem chống nắng thoa có hạt li ti phải không? À đúng rồi bạn, đợt đầu Kim Anh có bỏ hạt massage nhưng mà có nhiều người không thích nên sau này Kim Anh không có bỏ nữa. Vỏ hồng chi đúng rồi đó bạn, nhưng mà sau này có nhiều người, có nhiều khách hàng họ không thích cái hạt massage đó, cho nên Kim Anh đã không để cái hạt massage đó nữa. Có nhiều người thì thích nhưng có nhiều người lại không thích bạn ạ. Cái chai detox thải độc này giá là 990 nha. Cả nhà mình vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối để mua hàng dùng Kim Anh. Còn cái serum chống nhăn chống thâm vùng mắt này thì Kim Anh khuyên các bạn lưu ý dùng Kim Anh là trước khi lấy ra sử dụng các bạn vui lòng lắc lên dùng Kim Anh nhé. Và sau đó thì các bạn bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Các bạn xài. Kim Anh nói thiệt luôn á, cái này rất là nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những cái chị em phụ nữ lớn tuổi đó, trung niên á, rớt rồi. Các chị em trung niên á là xài lên khi mà da nó đang bị nhăn á, là mấy chị nói là trời ơi chị thấy cải thiện rõ ràng luôn. Da khô xài được không? Da khô xài được nha, da khô là xài cái để tất thải độc ok nhá. Ôi, hôm nay Kim Anh chia sẻ như vậy tại vì đúng rồi, son 350 ngàn, cảm ơn cả nhà mình nhiều. Như cây son mà Kim Anh đang sử dụng cho cả nhà đó là cây son 03 màu đỏ rượu ở chát, màu đỏ rượu á. Kim Anh đánh lượt thì nó màu đỏ như vậy, nhưng mà nếu mà đánh đậm lên thì nó rất là đẹp nha cả nhà nhé.
thử đánh cặp cho cả nhà nha. Và cả nhà mình lưu ý dùm Kim Anh son á, của cái bên Kim Anh đó, là ở bên trong nó khắc cái chữ NKA. Và hơn nữa son được làm bằng tay, chính vì vậy cho nên là các bạn sử dụng nó cũng cẩn thận chút xíu nha. Đó, khi mà mình đánh đậm lên là cái môi mà nó rất là đẹp luôn. Các bạn thấy đẹp không? Đó, khi mà mình đánh đậm lên là nó như vậy. Mà nhìn nó đẹp vô cùng. Đây, Laura Sunshine của bên Nhật Kim Anh. Bên Kim Anh có 5 màu nha các bạn. 5 màu. Các bạn mua màu nào cũng đẹp hết. Tại vì khi mà các bạn bỏ tiền ra mua 5 màu này thì các bạn có thể sử dụng được rất là nhiều kiểu. Tại vì nó có thể tự phối cho nhau. Nhớ nha các bạn. Đây. Đây là 5 màu rất là đẹp. Cả nhà mình vui lòng liên hệ đến cái nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên dùng Kim Anh nha. Kim Anh không bán lẻ. Đề tức thải độc giá 990.000 nha chị. Giá 990.000. Đây là đề tức được sản xuất tại Korea. Đây, made in Korea nè các bạn. Nè, made in Korea. Ở Hàn Quốc nha chị nhớ. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Hôm nay tám với cả nhà. Cả nhà mình còn hỏi gì nữa không ạ? Tại vì Kim Anh thì Kim Anh chỉ sản xuất thôi chứ không có bán lẻ. Chính vì vậy cho nên các bạn vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên dùm Kim Anh nha. Da em sử dụng rất nhiều loại nhưng không ổn chị. Đẹp thời gian đầu thôi hà. Sau đó em xài bên chị được vài tháng, nó lên quá chừng mụn. Mất niềm tin rồi, em lại tiếp tục lần nữa sử dụng cái đề tất thải độc. Chưa hết một chai nhưng da em cải thiện được 80%. Đây, đó, cảm ơn Võ Hồng Chi nhá. Thật sự là khi mà bạn sử dụng á, thì cái da của các bạn, đó là lý do tại sao Kim Anh nói á, là trước khi các bạn sử dụng hàng của bên Nhật Kim Anh thì các bạn phải ngưng sử dụng những cái sản phẩm trước đó. Và ngưng sử dụng những cái sản phẩm trước đó để coi cái da của các bạn nó như thế nào. Nếu như trong 10 ngày đến 10, trong 15 ngày đến 20 ngày mà da của các bạn bình thường, không bị khô, không bị chóc da, không bị nổi hột, không bị nhăn nheo thì Kim Anh cũng xin chúc mừng các bạn. Nhưng mà các bạn đừng mừng vội, bởi vì có người phản ứng chậm, có người phản ứng nhanh. Có người ngưng kem trong vòng 1 tuần thôi là da đã thấy gốm, nhưng có người ngưng tới 20 ngày vẫn không thấy gì, phải ngưng tới 1 tháng lận. Chính vì vậy cho nên là trong cái thời gian các bạn ngưng đó, các bạn ngưng 1 tuần, nếu da của các bạn mà bị trường hợp như vậy thì vui lòng sử dụng cái đề tất thải độc dùm Kim Anh để nó thải ra một cách nhanh hơn. Và ở đây khi thải độc là nó sẽ thải ra mặt mình luôn, chứ không phải giống như mình uống viên thuốc vào mình thải ra đường tiểu. Nó khác hoàn toàn nha các bạn. Cho nên là khi các bạn phải chấp nhận xấu một thời gian. Khi các bạn chấp nhận xấu một thời gian đầu thì sau này da của các bạn sẽ cải thiện rất nhanh và rất tốt. Còn nếu các bạn không chịu hợp tác với lại các đại lý, các nhà phân phối bên Kim Anh thì rất khó để cải thiện cho các bạn. Đây chị Võ Hồng Chi nói rất rõ nè. Dạ em sử dụng rất nhiều loại nhưng không ổn chị ơi. Đẹp thời gian đầu thôi, sau đó em xài của bên chị được vài tháng nó lên quá chừng mụn. Là tại vì chắc có lẽ là các bạn xài sai cái phương pháp. Rồi em tiếp tục đánh liều lần nữa, em chỉ sử dụng đề tóc thải độc. Em sử dụng chưa hết một chai nhưng da em cải thiện khoảng 80%. Đó, cho nên là các bạn nhớ dùm Kim Anh là vui lòng phải thải độc trước khi sử dụng bất cứ sản phẩm nào. Nhớ nha, đây là cái đề tất thải độc của bên Nhật Kim Anh, được sản xuất tại Hàn Quốc. Và sau khi các bạn thải độc rồi, da cải thiện rõ rệt rồi, lúc đó các bạn mới sử dụng kem đêm, kem ngày. Nhớ nha cả nhà. Đó là những cái kinh nghiệm mà Kim Anh muốn chia sẻ đến cả nhà. Nãy Kim Anh tẩy trang đó. Nhớ nha. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Em đang định ít bữa đặt lại kem đêm để sử dụng lại. Bỏ hồng gì? Mất tiêu rồi. Lỗ chân lông to, em bị mụn vào lỗ chân lông to thì em hãy sử dụng cái tinh chất hoa hồng của bên chị nè. Cái tinh chất hoa hồng nó sẽ làm cho em giống như nó cải thiện cái da đáng kể luôn.
nó xe khích cái lỗ chân lông của bên em luôn. Có bầu sử dụng kem dưỡng được không? Thật sự ra khi các bạn có bầu á, kem bên Kim Anh là kem thiên nhiên, các bạn vẫn có thể sử dụng được. Nhưng mà để cho an toàn cho mẹ bầu và em bé thì các bạn nên để săn xong hẳn sử dụng nha. Thật ra Kim Anh là người buôn bán, Kim Anh cũng có thể xài được, nhưng mà Kim Anh không làm vậy được. Kim Anh muốn bảo toàn cho các bạn. Và các bạn với lại hơn nữa là trong cái lúc mà có baby đó thì da của các bạn nó sẽ thay đổi, bởi vì nội tiết tố trong người của các bạn nó thay đổi. Có người thì bị sạm da, có người bị nổi mụn, có người thì bị đủ thứ, nổi mụn thịt tùm lum tùm la hết. Cho nên Kim Anh chia sẻ là các bạn nên để một thời gian các bạn sanh em bé xong, lúc đó các bạn sử dụng và ủng hộ cho những Kim Anh, lúc đó cũng chưa muộn mà, đúng không? Cảm ơn cả nhà nhìn mình nhiều nha, cảm ơn các bạn. À, có một thứ mà mẹ bầu có thể sử dụng được, đó là cái mà Kim Anh đang xài đây nè. Đây. Đó, đây là gel vệ sinh phụ nữ. Nó được chiết xuất từ tinh nghệ và năm dược liệu quý Kim Anh đang sử dụng đây. Nó có thể làm hồng và se khít, cũng như nó cải thiện cái viêm, ngứa hay là huyết trắng của mình luôn nha. Nó là gel vệ sinh phụ nữ, gel. Cái này cũng có thể xài được cho đàn ông nha cả nhà nhớ. Ví dụ như quý ông, ví dụ các anh các chị nào mà nhiều khi mà mình không có phải là người bị bệnh hay là mình mới sử dụng, mà người bình thường cũng vậy. Ví dụ như cái này là các bạn xài hàng ngày luôn, và đặc biệt là phụ nữ trước và sau khi sanh. Các chị em mình nhiều khi á đâu có biết được, đi ngoài đường mình cũng lỡ đường hay như thế nào đó, mình cũng bắt buộc mình cũng phải sử dụng vệ sinh công cộng, mà những cái nơi như vệ sinh công cộng. Thì Kim Anh nghĩ rằng là các bạn nên sử dụng cái gel vệ sinh phụ nữ này, bởi vì cái gel vệ sinh phụ nữ này của bên Nhược Kim Anh á, nó được chiết xuất từ tinh nghệ và năm dược liệu quý. Nó có thể làm cải thiện cái vùng tam giác của mình, và đặc biệt là cải thiện cho các ông luôn. Các ông cũng có thể xài được luôn nha, chứ không phải là phụ nữ không nha. Trước và sau khi sanh thì nó đem lại là hồng hào, se khít, và đặc biệt hơn nữa là nó giúp cho mình cải thiện ngứa và huyết trắng luôn. Những ai đang bị ngứa và huyết trắng thì sử dụng rất là tuyệt vời. Và cái này của bên Kim Anh là sử dụng là không bị khô rát nha các nhà, các bạn. Xài rất là ẩm và rất là giữ, nó cân bằng cái độ pH ẩm, rất là thích luôn. Nó mướt mát lắm kìa. Đây là cái chai tinh chất cái chai gel essential gel. Nó là một trong cái tinh chất cái gel vệ sinh phụ nữ. Ở khi mà đang sử dụng nè, đang bỏ trong nhà tắm này, thấy không? Hỏi tới cái mới sực nhớ thì cái này thì các bạn có thể sử dụng được. Các bạn nào trước và sau khi sanh sử dụng được. Các bạn đang có baby thì sử dụng cái sữa rửa mặt của bên Nhật Kim Anh. Lấy cái chai sữa rửa mặt chị. Chai này nhiều tao quên rồi. Đây chai sữa rửa mặt. Bé bầu thì có thể sử dụng được chai vệ sinh phụ nữ và chai cái tuyếp rửa mặt nha. Cái chai vệ sinh phụ nữ nhiêu quên rồi. 550 bạn ơi. Nó là tinh nghệ và năm dược liệu quý lận. Ở trong cái tờ gấp đó Kim Anh không có nhớ rồi. Trời ơi nhiều sản phẩm quá. Đó. Cảm ơn cả nhà mình nhiều. Rồi chị gì có bầu thì cứ sử dụng cái sữa rửa mặt nè và cái gel vệ sinh phụ nữ là ok rồi nhá. Các bạn liên hệ đến các nhà phân phối hoặc là các đại lý để mua hàng nha. Kim Anh không bán lẻ. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Ngày hôm nay mình tám vệ sinh phụ nữ xài sao chị? Đơn giản mà Nga Lý, em chỉ xịt ra một miếng rồi em rửa thôi. Nó giống như mình rửa xà bông gì đó. Nó là dung dịch vệ sinh phụ nữ 550 nha em. Các bạn có thể liên hệ để mình mua, mình sử dụng nhé. Liên hệ đến các nhà phân phối. Còn những ai mà muốn cùng với Nhật Kim Anh để bắt tay hợp tác kinh doanh về Laura Sunshine, về mỹ phẩm, hàng nhập thì các bạn vui lòng liên hệ 028 35 37 9999. Nguyễn Nhung, đúng rồi chị, đây là em sản xuất chị ơi, gel vệ sinh phụ nữ em sản xuất luôn. Đúng rồi Nguyễn Nhung, sản xuất thì có sao chị,
rất là nhiều khách hàng, và đặc biệt là Đài Loan nhớ rất là nhiều người sử dụng cái chai này. Tại vì các chị em mình á, đi ra ngoài đường mỗi ngày, nhiều khi mình phải đi vệ sinh công cộng, thì cái này là cái mà để bảo vệ cho mình một cách triệt để nhất. Nhớ nha các chị. Lý do tại sao nó mắc, bởi vì sao? Bởi vì nó là được chiết xuất từ tinh nghệ. Và thứ hai nữa là nó có tới 5 dược liệu quý trong này. Nó có thể cải thiện được ngứa, nấm. Dĩ nhiên những ai mà bị nặng quá thì vui lòng đi bác sĩ nha. Đây chỉ là vệ sinh phụ nữ, dung dịch vệ sinh phụ nữ thôi. Nó có thể sử dụng được cho nam. Sản phẩm xài ok lắm. Trang Quỳnh cảm ơn chị nha. Em cảm ơn chị ạ. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Chị ơi, em có bầu, sữa rửa mặt em dùng được không và giá là sao? Lan Nhi ơi, sữa rửa mặt em có bầu, em sử dụng được sữa rửa mặt và cái gel vệ sinh phụ nữ này, nó có thể làm hồng và nó làm cho mình trước và sau khi sinh, vệ sinh phụ nữ nó rất tốt nha em. Và sử dụng cái sữa rửa mặt được chiết xuất từ nấm linh chi của bên chị thì em sử dụng được hai món này thôi, còn những cái còn lại em vẫn có thể sử dụng được, nhưng mà tốt nhất là em không nên sử dụng, bởi vì chị nghĩ rằng là trong cái thời gian mà mình bầu bì nó sẽ thay đổi nội tiết tố, thì như vậy thì cái để bảo vệ cho cái sức khỏe của em thì tốt nhất em chỉ nên sử dụng sữa rửa mặt và cái gel vệ sinh phụ nữ thôi nhá. Để mất công rồi trong cái nội tiết tố của em, ví dụ nó ra mụn nè, hay ra nám nè, hay là nó ra mụn thịt nè, lại đổ thừa sản phẩm của bên chị. Cho nên là tốt nhất là khi nào em sanh xong thì em ủng hộ chị nha. Xài kem chống nắng không được, xài kem dưỡng không được không Kim Anh? Angela ơi, Angela xài kem chống nắng thì nên dưỡng một lớp nhẹ ở bên dưới nha. Nếu mà bạn có cái dưỡng thì bạn nên dưỡng ở bên dưới một chút xíu, sau đó bạn sử dụng cái kem chống nắng lên thật là mỏng thôi nha. Còn cái kem chống nắng của bên Nhật Kim Anh á, nó có make up, chính vì vậy cho nên các bạn cứ đánh một lớp trước, nếu thích trắng hơn nữa thì các bạn đánh dày lên một chút nữa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay thì Kim Anh 8 đến đây thôi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha. Một lần nữa chúc cho cả nhà mình một đêm vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Hôm nào Kim Anh sẽ tám nhiều hơn nhé. Bye bye.